Rồi con xin chào cô Yến và chào chị Phước nha. Dạ, Dạ, dạ. chào Dạ. Rồi con xin giới thiệu với cô Yến là thế này. Khi con cập nhật cái câu chuyện của cô lên đó thì có chị Phước đây thì lên tiếng và chị có nghi ngờ là có liên quan đến câu chuyện của bên cô Yến. Và cho em hỏi chị Phước cái là nếu ví dụ như mà trúng á, gọi là trùng trùng thông tin á, thì là chị Phước đây là vai vế như thế nào với cô Yến? là như là trống á, là em chồng À là em chồng. Em chồng hả? là em chồng là coi như chồng của chị Phước á, là em của chị Yến, À em chồng. Em còn dâu. chồng là Em dâu của em chị giao Yến. Rồi rồi là em ok giao. nha. Rồi cho em hỏi cái cơ bản bên cô Yến cái này để chúng ta dễ xác định được câu chuyện, và nếu trúng thì đây là một cái điều hạnh phúc cho đôi bên, còn nếu ngược lại không trúng á, thì có ai trên cộng đồng giống câu chuyện của cô Yến thì lại tiếp tục lên tiếng nha nha cô Yến nha. Dạ con xin thưa với cô Yến là cô Yến là hôm trước lên chia sẻ câu chuyện của cô là sinh năm mấy cô Yến? Cô là sinh, mẹ nó sinh năm 64, nhưng Rồi. mà cô lùng có sinh là có 70 á. Rồi, sinh năm 64 và cô thất lạc gia đình khoảng năm mấy? Cô thắng lọt hồi nước nghe mẹ nuôi nói là từ năm 64 đến 69 gì đó. Rồi, 68 hoặc là 69. Và cái tình huống thất lạc thì hình như là cô Yến đây đi với cha là đi xuống bệnh viện của tỉnh Quảng Ngãi hả cô? Ham tỉnh À Quảng Nam. À, hai cha con đi xuống bệnh viện ở dưới tỉnh Quảng Nam, rồi sau đó thì ba của cô mất hả? đúng rồi, làm thời gian cái hê cho câu nằm trên giường bệnh cái ông bo ẩm mắt xóa rồi cô mới biết đó. Dạ, thì sau khi ba mất xong rồi là cô bị thất lạc gia đình hả? Xa khi bo cô mắt sang là bệnh viện tốt là xa cái nhỏ sót nữa, cái rồi mái nhà xa là mẹ cô mới ở đâu trên nó dẫn em xuống là cây bằng em tre tên anh xuống các cô gặp mẹ với em. Dạ, em trai tên anh và gặp mẹ và em tên anh xong rồi thế nào nữa cô? Rồi sang rồi mẹ mẹ bị đa bệnh kiết, mẹ nằm bệnh viện nó rồi nặng quá cái mẹ mới nói là mẹ nuôi hai chị em không được, mẹ mới cho, nhưng mà mẹ cho thằng em trước rồi, khi cho thì cô không có biết, nhưng mà khi trả em chạy về nó làm cái bà nuôi hắn nó làm vô dẫn là cô mới biết cái cô khác cô không cho đi, nhưng mà bọn nó mà bầm đi ra ngoài căng tin nữa mà rất Dạ là mất tích đi. rồi à, cho con tóm tắt lại giai đoạn này có nghĩa là mẹ đau bệnh thì mẹ mới có nhà ý là cho hai người con cho cô đây, và sau khi đó mà cho mất người em tên anh rồi thì người em lại chạy về nhà, vì vậy cho nên là người mẹ nuôi thì tới bắt cái em của cô về thì cô mới biết rằng là mẹ đã cho cái người em tên anh đó, đúng không ạ? Đúng, nhưng mà chạy là bệnh viện chứ không phải nhà không. À chạy lại bệnh viện. Và vậy rồi mẹ có cho cô cho người 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 khác không? Rồi mái nhà xa cái mẹ nuôi cô mới ra thăm em của mẹ nuôi đa nam đó, cái là mẹ nuôi ấy là nghe nói là cho đứa con trai đấy, là mẹ xin đứa con trai, nhưng mà ra cái anh trai cho mắt mẹ xin cô, xin cô mà cô không chịu đây, mà mẹ cô nói đi nè con đi theo họ đi về nuôi chứ mẹ chắc không sống nổi nuôi con đâu, cô không chịu đây, nhưng mà mẹ nuôi bỏ dẫn đi Dạ, mẹ nuôi dẫn cô đi. Dạ. chẳng thì cái mặt tức thử đó luôn, cái má làm xa mẹ nuôi đó là mẹ nuôi nó là mẹ cô tránh bắt đầu. À, sau đó nói mẹ mất rồi, tội nghiệp ha. Vậy là chắc là mẹ cũng biết sức khỏe mẹ không tốt, mẹ không sống nổi cho nên là mẹ mới cho hai chị em. Đúng rồi, Dạ. cô nói đó thôi chứ cô không có chứng kiến mẹ cô mất, nhưng mà Dạ. chứng kiến cô ở bệnh viện. Rồi, mẹ của cô là tên gì? Cô nghe mẹ nuôi nó với là cô cũng nhớ
cô nhớ món món là mẹ cô mới cho cô, nó là tên Sáp với tên Quòn mà thê trang hai cái tay, cô không biết là người cho mà cho là tên Sáp hay mẹ tên Sáp hay cho tên Quòn hay mẹ tên Quòn, nhưng mà cô Dạ. nhớ món món tên Sáp với tên Quòn. À, tên Sắc với tên Hoàng, có thể là mẹ tên Sắc, cha tên Hoàng, hoặc là mẹ tên Hoàng, cha tên Sắc. Dạ. Đúng rồi. Còn còn cái người em trai đó là có chắc chắn là tên anh không hay là cũng nghi ngờ thôi? Cô nghe mạnh nuôi nó là tên anh chứ cô cũng 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 không biết là tên đúng tên anh hay không. Dạ, và trong gia đình chỉ có hai chị em thôi à? Hai con là bà chị ở lại với bà nội, là bà chị là tên bò, hồi trước kia không biết mẹ khó nuôi ra mà đặt tên bò, cô nhớ nữa. Rồi. Và cái người mà tên anh đó là em trai đó là thua cô khoảng bao nhiêu tuổi và khoảng sinh năm mấy thì cô có nhớ hoặc là cô có đoán được không? À, cô không 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 biết là sinh năm mấy, nhưng mà cô nghe mẹ nuôi nó là nhỏ hơn cô cũng chắc cũng 3 tuổi, nó Rồi. tên người anh nó hồi nó cỡ 3 tuổi rồi. Rồi, ok cô. Vậy con đã nắm được cái thông tin trên cơ bản. Thì vậy là bên bên chị đây thì chị đang nghi ngờ đó là chị đây là vợ của em trai cô, đang nghi ngờ chị Phước đây là chị Phước đang nghi ngờ là vợ của em trai cô ha. Rồi thưa chị Phước, sau khi mà xem được cái video thì chị Phước thấy trùng khớp ở những điểm nào và chị có khả thi đây là có thể là chị chồng của chị không? Video này á là chị thấy có cái chỗ mà hắn trùng khớp, tại vì đây hồi ban đầu á thì hồi đầu tiên á thì cô chỉ nghe họ kể lẹ thôi chứ còn mình làm sao mình biết, là tại vì nhỏ hơn mà làm sao biết được. Lúc ra đây á thì ông dò hai vợ chồng mới dẫn một chị bà chạy đây, là đây là đi vô trong Buôn Ma Thuột á, đi di dân đi vô trong Buôn Ma Thuột chứ không phải đi mua hết trơn. Nhưng mà chị hồi nãy á là nghe người ta kể lẹ là chị cỡ 5 6 tuổi gì đó, chị nhỏ lắm. Là dẫn chị đây thôi chứ còn trong khi là ông chồng của tôi là cũng chưa có luôn, cái vô trong đó rồi mới xa đây là mới sinh được ông chồng. Cái bắt đầu cái sinh ông chồng, cái nghe họ nói là sinh được ông chồng là thứ một thứ hai, một người em nữa, một người em trai nhỏ chút nữa là cỡ 1 2 tuổi gì đó. Mà hồi nãy là cỡ vô trong đó rồi là bắt đầu cái ông già mới mới bị họ bắt đi tù. Cái bà già nuôi không nổi, bà già nuôi không nổi nữa, cái bà già mới cho đem cho he he người cặp ba người con cái cho cái ông ở Tiên Phước á, ông mới xin cái ông chồng ông xin ông con ra, còn ông tê thì thằng tê thì nhậu quá cái ông không có xin, cái ông xin ông ra. Còn lại có một cái bà chị, một cái bà chị là ông kể cho lẹ là cái bà chị nó là cho trong bệnh viện, cho bà cô y tá trong bệnh viện là ông dò họ mấy người mà họ cũng hồi nãy cũng cùng đây rồi, ông dò nuôi của ông đi kể lại lẹ cho cô mà cô mới biết chứ không đang cô biết. Mà khoảng nam nữ là 5 6 8 6 9 gì đâu. Rồi Rồi. đem đây chị nó cho bà cô trong cô y tá trong bệnh viện á. Dạ rồi Mà cho hồi tới tới giai đoạn này cho em hỏi chút xíu là cho ở bệnh viện nào rồi chị có nhớ không, có biết không? Chị có nghe nói không? Nghe nói là cho luôn bệnh viện trong trong Buôn Ma Thuột, ở Buôn Ma Thuột chứ không phải ở mô ở Tiên Phước hết Rồi, trơn, không phải ở rồi. Quảng Nam. Nhưng Rồi. xa Rồi chị cho em hỏi cái cơ bản chút xíu đã nha. Là dạy rồi người cha tên gì và người mẹ tên gì? cho anh đồng đồng mày, Cha mẹ Đồng là Mì. Phan Thị Phan Thị gì? Phan Thị Ngọc Mẹ Phan Thị Ngọc, cha là Đồng Mì. Và đồng cho mày cho người chị đó ở bệnh viện ở trong Buôn Ma Thuột. thuộc luôn. Mà bà chị là Đồng Thị Sanh, hồi nãy là bà đặt tên là Đồng Thị Sanh. Và chị Đồng Thị Sanh đó lúc đó là được khoảng bao nhiêu tuổi và sinh năm mấy? Nam đó là khoảng 5 6 tuổi gì đó, là nghe người ở trong nước họ kể ra là vô Dạ. họ ấy tham họ kể ra là rửa. Rồi, vậy chồng của chị tên gì? Chồng là Đồng Văn Thoan. Dạ, Đồng Văn Thoan.
À, vì vậy cho nên là em cũng hơi thắc mắc chỗ này một chút xíu, là em nghe chị nói là trùng khớp thì em mới kết nối với bên cô Yến đây. À, chứ nếu mà ví dụ như mà em mà biết câu chuyện như vậy đó thì em ghi nhận ra hai câu chuyện nó riêng biệt, chứ em nghĩ là không có liên quan. Thật sự là hai câu chuyện này, em nghĩ là hai câu chuyện này là hai hoàn cảnh khác nhau. À, chứ không không phải là một hoàn cảnh. Bởi vì nào là tên cha tên mẹ là đều khác này, rồi nào là tên người chị cũng khác và địa điểm cho cũng là khác, thì làm sao mà gọi là trùng khớp được. Vì vậy cho nên là em thấy nó xa vời và nó không có cái gì dính líu gì hết trơn á. À, nhưng mà không không sao, thì mình cũng ghi nhận để rồi tìm cho đúng người, thì câu chuyện của cô Yến cũng sẽ được cập nhật lên thêm một lần nữa, và câu chuyện của bên chị Phước đây á, thì cũng sẽ cập nhật lên để tìm cho được đúng người. Chứ còn em nghĩ là giữa hai hoàn cảnh là hoàn toàn khác xa nhau, à, xa vời vợi luôn, không có một cái gì liên quan hết trơn á. Chơi chị nói chị là tại vì đây là hồi nữ á, là chị cũng còn nhỏ quá là chị cũng không có nhớ mọi trơn, còn trong khi ông dò ở nhà là cái tên nữ, nhưng mà khi đoạn dẫn đi rồi ông dò nói ông dò á, là tất nhiên là chị ông dò của chị, ổng con người ổng cái kiểu ổng cũng không trá trá được á, thì ổng đi á là bắt đầu nghe là cái tên khó chứ không bao giờ ông để tên nữ. Ổng dẫn mẹ đi, ổng dẫn chị đây là vô là ổng khai hết tên khó ổng để, nhưng mà trừ cái hoàn cảnh để chứng kiến nữ á, là chỉ có mấy cái người dò dò ở Buôn Ma Thuột là họ kể ra là với chị biết, à, trong khi là kể với chị biết chứ còn nói ra là chỉ trừ chị hỏi chị chứ chị chắc chị cũng không nhớ mà chị khai cho đúng được hết trơn á, tại vì chị không có biết, chị còn nhỏ quá. Còn bên chị này á, là nếu như không có mấy cái người dò nữ họ kể trở lại á, thì thôi chắc chị cũng biết cái người mà chồng chị á, riêng chồng chị nuôi nó á, là họ cho họ kể, họ chứng minh cái chỗ cái việc sự việc nữa đó, họ chứng Rồi, minh họ kể là chị không rồi, chị chỉ ngưng không chỗ này cho em chút xíu. Thì cái đó là do cái suy diễn của chị thôi. À, chứ còn vẫn giống kiểu là bên cô Yến đây thì cô Yến vẫn nhớ rằng là ba chết ở trong bệnh viện và đưa vô nhà xác này kia đàng hoàng, và cũng nhớ tên của người em là tên Anh mà, rồi cũng nhớ đến mang máng tên mẹ và tên cha. Vì vậy cho nên là giữa hai tên của hai bên là đều không có liên quan gì tới nhau hết trơn á. Còn về cái việc á mà chị Phước nghi ngờ là cô Yến đây nhớ sai, thì gọi là đó là cái sự suy diễn của chị Phước thôi, chứ trong thực tế thì nó có thể là không phải như vậy. Đó là chỉ là suy mình suy diễn thôi, cá nhân mình suy ra thôi, chứ còn trong thực tế thì theo tôi bị nghĩ là không có liên quan. Nó khác xa nhau lắm. chờ chúng chỉ cho chị xin nói chị thì là tại vì đây này cái lúc mà chị còn nhỏ quá chị cũng không nhớ, chị cũng không nhớ, chị khai nghe chỉ nghe nghe món được thôi chứ chị cũng không nhớ rõ. Còn cái lúc mà cho chị á là chị nói trước mày cho chị là trong khi có cái bà mẹ nuôi bà chứng kiến đó, rồi bà kể lại cho chị nghe là chị nói là cái hoàn cảnh lúc cho nó là trúng trúng chốc đó, nhưng mà chờ chị dòm chị thấy cái khuôn mặt với lại cái lỗ tai là chị thấy giống cái khuôn mặt chị á nghe, chị ngó lên đây á, là giống ông chồng chị, mà chị ngó xuống đây á thì ngó y giống dò chị cái kiểu như thiệt tình làm dò chị. Còn hai cái lỗ tai thì hắn đập đập xuống, hắn chằn chằn đập đập xuống, từ con chị là toàn bộ giống hết, chồng chị có lỗ tai cũng y mà ông do chị lỗ tai cũng y nữa, thành chị mới thấy cái khuôn mặt chị mới tưởng tượng là chị nghĩ rồi đó, mà chị hỏi mấy người ở đây chị là ở đây thấy thì có giống không, mấy người họ kêu cũng giống mà cũng giống, Dạ, rồi ok mà chị. hồi nãy là ở Tiên Phước là chị đơn là chị ở Tiên Phước đây, Tiên Phước thôn Nam Tiên Cảnh Tiên Phước này. Dạ rồi ok chị. À, quan điểm của em thì thế này nè. Quan điểm của em á thì thật sự là chúng ta không có thể căn cứ vào cái ngoại hình để chúng ta quyết định hoặc là đưa ra cái phần trăm nó cao được. Bởi vì cái việc là ví dụ như người giống người thì cái chuyện đó là cũng rất là nhiều. Và ngược lại, đôi khi ví dụ như là con của một gia đình nào đó nhưng mà anh em không giống nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta căn cứ vào cái mốc thời gian và những cái bằng chứng á, thì nó không có cái dính líu cái gì cả. Vì vậy cho nên thì theo Tuấn Vị nghĩ á, thì cá nhân Tuấn Vị nghĩ là giữa chị Yến, cô Yến với bên chồng của chị là nó không có dính líu. À, theo Tuấn Vị nghĩ là nó không có dính líu gì đâu. Cho nên là nếu ví dụ như bên gia đình cũng có nguyện vọng kiếm người thân thì Tuấn Vị sẽ cập nhật thông tin lên để kiếm cho đúng người. Thì theo Tuấn Vị là như vậy. Còn bên cô Yến thì cô thấy thế nào? Cô Yến thì cái nhận xét của cô Yến ra sao?
Thì cô cũng có ý kiến đi tấn vĩ là tìm được người thân thì cô cũng mừng lắm, chiều trời cô mừng cô chưa biết, nhưng mà trời cô nghe chị kể rồi là kiểu cũng không có ăn khớp chi đâu. Tại vì đây nè, hầu nữa là cô biết là cho cô ở mà bệnh viện Tôn Kỳ cũng nôn, nhưng mà chị nói là ở trong mê cho nên so chứ ví dụ như nói Đà Nẵng đồ đó thì cũng sự chênh lại từ Đà Nẵng đến Cổng Nôn em cũng gần gần với nha. Cô nói đúng không? Chứ hồi nhỏ thì cô không biết, nhưng cô nhớ tên cho tên mẹ là đứa đó, cô nhớ tên bò là chị cô. Bà rồi chị cô ở lại với bà nội gần con sông, đi qua bên đây ta mẹ làm theo cái ta mẹ đây là một bà nội ở bên đó, chị ở lại đó, chị cô nó đi trước với ông dọa chúng xa này là rồi mẹ cô mới dẫn em xuống xa đó, là em bà như rứa nó đúng rồi là gạt nha thì cũng mừng lắm chị, nhưng mà em thấy cũng không có trùng khớp. Thôi mang chị thăm cổm rồi từ từ tìm hiểu nha. Đúng đúng Như rồi. Ví dụ chị nói ở bệnh viện gần gần đây thì ai cũng cố ghé em tìm thử ở. Em đi về trong nước cũng nhiều lắm, nhưng mà anh chờ em nghe nói như ví dụ ở Đà Nẵng với Đài thì ai cũng cố ghé em tìm, nhưng mà chị nói mê thì cũng cách xa quá. Em không có tá. Đó, em cũng đi, em cũng thưa chị. Cái chị năm nay là chị cũng nhiều tuổi hơn em, chứ cũng phải kêu bà em mình chị là chị nam đây á, như khoảng nữ á, là chị nam đây chị cũng phải là 72 tuổi rồi. Còn em á hồi năm 68 mà chị đã 45 tuổi, năm 6 tuổi rồi thì đến năm đây là chị phải 72 tuổi. Làm gì còn có. Em á. Năm 68 được sao? Được 5 tuổi thì làm gì có năm nay 7 mấy tuổi đâu. Đây là chơi. 2024 này. Trừ đi 1968 thì là 56 năm. 56 năm mà cộng thêm 66 tuổi nữa thì là thành 62 tuổi. 62 tuổi. Dạ. Chứ thì không. Thì anh cũng tính 62 tuổi chị. 61 tuổi. Chứ thấy hắn giống giúp kinh luôn. Chứ không phải ái, nhưng mà đây Nam Đào Nam cũng có kêu lên rồi mà cũng không có, còn thất lọt một người em nữa chứ không phải không. Nhưng mà cái trường hợp đây cứ nghĩ đi này, chắc là bà chị này chắc bỏ quên rồi, bỏ không nhớ, kêu bỏ nhớ món món chứ bỏ cũng không thể bỏ nhớ cho kỹ được, tại vì nó có 6 tuổi là đang nhớ, tôi chưa 6 tuổi là tôi cũng biết hết trơn luôn. Mà anh nói rồi, mà anh khe cái chỗ mà bà mẹ cho á, là anh khe đúng y với cái hoàn cảnh ở đây, đúng y nữa. Trong ai còn cả, còn cái nữ á, là nếu như mà hệ chị thiệt tình nhá, chị nhớ rõ ròn ròn nữa thì thôi không phải, mà em sợ chị nhớ không rõ ròn thì em mới kể ra luôn cho nghe. Là em mua ý cái chuyện chỉ có, nhưng mà em cũng nghe mấy cái người dò họ ở trực tiếp ở trong nữ họ biết họ kể ra lẹ thì em nghe chưa rồi nên em cũng mở em coi em nghe được rồi, em nghe mừng không rồi, bữa nói bệnh đây là em mừng không. Em liên hệ luôn với cái con Nguyễn Thu Hòa nữa luôn, con Nguyễn Thu Hòa là hắn ở Tông Xuân He. Mà trời hiện trời là chị ở ở đâu? Dạ ai mở Tâm Sơn hay à núi Thành. Rồi. Em xin lỗi cô và chị nha. Bây giờ thế này, cũng khuya rồi đó, cho nên là con xin phép là con ra nhóm. Nếu ví dụ như cô và chị mà có thời gian còn muốn trò chuyện với nhau thì cứ trò chuyện với nhau trên nhóm này. Còn về cái việc mà trùng khớp thì con dám khẳng định rằng là không không có trùng khớp, vì dù sao thế thì cô Yến cũng còn nhớ được đôi chút thông tin và nó đôi bên thấy nó xa vời quá, cho nên là con nghĩ là đôi bên không có sự dính líu với nhau. Vì vậy cho nên là nếu đôi bên có nguyện vọng thì con cũng xin cập nhật lên để đôi bên kiếm cho đúng người nha, nha cô và chị nha. Cô cảm ơn Tấn Vĩnh chị nha. Rồi, dạ chào tạm biệt cô. Chị này, chị này, chị về thì chị có biết cái tên của cái công mà Nguyễn Thu Hòa nữa không? Nếu chị biết á, chị thông tin lại giùm bán là nó không phải. Còn nữa là công Nguyễn Thu Hòa nó là coi như cháu của cái bà nuôi chị á. Dạ làm sao biết được, nó không liên quan, làm sao mà biết được. Dạ, rồi con chào cô và chào chị. Rồi, đúng dạ, dạ. Dạ, dạ.